Ê, kể chuyện ma không? Đã 10 năm rồi. Nhanh nhở? Quan trọng là tụi mình vẫn giữ liên lạc với nhau. Hả? Để tao ra thăm nhang cho ba mày. Ừ. Sao tự nhiên cúp điện vậy ta? Ê, kể chuyện ma không? Kể thì kể. Tao nghe nói ở chung cư này trước đây nhiều người chết lắm. Có người bị giết, có người thì tự tử, cũng có người bị quỷ bắt hồn. Cậu mau chuyển đi đi, vì nơi đây không tốt cho người Dương đâu.